đầy tình hữu nghị của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Hoa. Tình hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc vốn có từ lâu đời, đó không phải chỉ là quan hệ láng giềng mà còn là tình đồng chí anh em cùng giúp đỡ lẫn nhau. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc gìn giữ và tăng cường mối tình thủy chung giữa hai dân tộc. Năm 1959, khi đến thăm Vân Nam, Bác yêu cầu được trở lại những nơi mình đã từng qua lại năm xưa. Đứng giữa rừng đá nhìn sang Vọng Phong Đình, dường như cảnh vật mấy mươi năm vẫn thế. Ở Thạch Lâm, Bác nghỉ tại khu nhà này. Ông Triệu Văn Long được phân công phục vụ Bác. Giờ đây, tuy đã 70 tuổi, ông vẫn còn nhớ như in những kỷ niệm về vị lãnh tụ giản dị mà đáng kính ấy. Hồ Chủ tịch đến thời, trú tại bên ngoài sổ, vang sẽ khai yến chủ. Khi Hồ Chủ tịch đến Thạch Lâm, người đã thấy ở khách sạn này. Hồi đó chúng tôi có tổ chức liên hoan ca nhạc để chào mừng người. Đoàn ca mối nhạc tỉnh Vân Nam đã đến biểu diễn, có rất nhiều tiết mục. Trong đó có một bài dân ca Vân Nam mà Hồ Chủ tịch rất thích. Bài hát đó là Năm Nay Hoa Mai Nở. Nghe xong bài hát, Hồ Chủ tịch rất vui. Người vỗ tay khen ngợi và hỏi: Hoa mai năm nay đã nở chưa? Cô diễn viên trả lời: Hoa mai năm nay nở rồi ạ. Thế là Hồ Chủ tịch lấy ít trái cây đưa cho cô diễn viên. Cô gái rất cảm ơn Hồ Chủ tịch. Bà Đỗ Lệ Hoa nguyên là diễn viên của đoàn ca múa Vân Nam. Bà đã từng nhiều lần hát cho Bác nghe. Trong tình cảm của bà, Bác Hồ là một vị lãnh tụ thật giản dị, dễ gần. Và chính cái cốt cách ấy đã khiến cho bà, cũng như bao người khác, càng thêm kính trọng người. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến Vân Nam nhiều lần. Tôi còn nhớ, mỗi lần Chủ tịch đến, bao giờ tôi cũng được biểu diễn cho người xem. Hồ Chủ tịch rất thích nghe các bài dân ca Vân Nam của chúng tôi. Nhớ đến hồi đó, lòng chúng tôi luôn luôn xúc động, bởi tôi thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh là một ông già vô cùng bình dị, dễ gần, vô cùng hiền từ, mà không hề nghĩ rằng đó là một vị lãnh tụ. Nói Chủ tịch rất bình dị, dễ gần, nhưng chúng tôi luôn ngưỡng mộ người, vì người đã để lại một ấn tượng thật sâu sắc trong lòng chúng tôi. Ở Côn Minh, ban đêm thường rất lạnh. Lại nhớ đến khi Bác thức trắng nhường giấc ngủ cho người cảnh vệ, hay lúc phải chống rét bằng viên gạch nung giữa khung trời châu Âu băng giá. Và Bác đã thao thức bao nhiêu đêm dài ở Côn Minh. Ông Lại Thanh Thư nguyên là giám đốc sở lễ tân Vân Nam. Ông đã từng nhiều lần phiên dịch cho Bác, từng đến thăm nơi Bác ở tại Hà Nội khi người còn sống. Mỗi khi nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong lòng ông lại thức dậy những tình cảm xúc động. Tôi đã nhiều lần được đến Việt Nam và cũng nhiều lần được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi vốn làm công tác ngoại giao nên đã gặp nhiều nguyên thủ quốc gia của các nước, gặp nhiều nguyên thủ quốc gia của chúng tôi. Trong con mắt của tôi luôn cảm thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh là một vị lãnh tụ cực kỳ vĩ đại. Sự bình dị dễ gần của người, sự quan tâm đến tất cả mọi quần chúng và nhân dân của người, thực sự không ai là không thấy. Thật là một điều hiếm có. Cuộc sống không ngừng đổi thay, nhưng những giá trị nhân văn thì còn mãi với thời gian. Không chỉ có tư tưởng, mà là cả đạo đức và lối sống đã khiến cho hình ảnh Bác Hồ luôn in đậm trong tình cảm mọi người. Trong lúc chúng tôi thực hiện bộ phim này,
ở Vân Nam đang diễn ra triển lãm quốc tế Expo 99. Đây là một cuộc hội ngộ văn hóa của nhiều dân tộc trên thế giới. Khi đến thăm triển lãm, chúng tôi bỗng gặp một người mang bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tay, mà sau này mới rõ là ông biết chúng tôi tới nên ra đón từ sáng sớm. Bạn ở Việt Nam à? Không ạ, tôi là Hoa Kiều, tôi đẻ ở Thái Nguyên ạ. Vâng. Tôi sao bác nói tiếng Việt giỏi thế? Vâng, tại vì tôi về năm 1951, thế ở nhà thì má tôi bắt tôi phải nói tiếng Việt. Đối với nhân dân thế giới, Việt Nam đồng nghĩa với Hồ Chí Minh. Giữa khung cảnh tưng bừng rực rỡ của hội chợ, căn nhà che trúc Việt Nam khiêm nhường, giản dị, gợi nhớ đến cuộc đời thanh bạch của bác. Lần theo chân bác giữa một Vân Nam đang đổi thay đến từng ngày, nhiều dấu tích đã không còn, bao nhân chứng đã mất, nhưng những câu chuyện về bác thì cứ lung linh truyền tụng như những huyền thoại. Chúng tôi chợt hiểu, con đường của bác chính là con đường đi vào lòng người và trở nên bất tử. Trong tình cảm của bà con Việt Kiều, bác là đất nước, quê hương, là những giá trị tinh hoa của dân tộc. Kỷ niệm về bác bao giờ cũng là nỗi xúc động đến nghẹn ngào trong lòng những người con ở xa tổ quốc. Con đường nào bác đã đi qua, căn gác nào bác đã từng ở, những nơi nào bác đã từng đến. Thật khó mà kể được tường tận đối với một cuộc đời từng lặn lội khắp chân trời góc bể để kiếm tìm con đường giải phóng cho dân tộc. Trên con đường thiên lý ấy, Vân Nam là một chặng dừng chân tuy ngắn ngủi nhưng rất quan trọng. Trong suốt những thời kỳ bác hoạt động ở Trung Quốc nói chung, ở Vân Nam nói riêng, sự giúp đỡ của những người cộng sản và nhân dân Trung Quốc thật to lớn và đáng trân trọng. Con đường cách mạng đã đưa bác Hồ đến khắp mọi miền trái đất. Trải qua bao gian khổ nhọc nhằn, niềm tin vào thắng lợi cuối cùng của cách mạng luôn là sức mạnh khiến bác vượt qua mọi khó khăn trở ngại. Mạch nước ngầm mạnh mẽ của giếng dòng hướng về phương trời Nam thân yêu hẳn đã gợi cho bác nghĩ đến sức mạnh tiềm tàng của lòng dân, nguồn lực của cách mạng. Thật giản dị và cũng thật cao cả, đó chính là Hồ Chí Minh.